Làm sao loại bỏ đi nỗi sợ hãi? Hầu hết chúng ta đều khao khát mong muốn thay đổi và có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, đứng trước những cơ hội để mà thay đổi một cái điều gì đó mới mẻ, chúng ta thường có rất là nhiều tiếng nói nhỏ cũng như là nỗi sợ hãi bên trong tâm trí. Và Phương cũng như thế các anh chị, trước đây cũng đã từng khao khát rất nhiều, cũng muốn kinh doanh, cũng muốn đầu tư, cũng muốn tạo ra một cái sự tự do về tài chính. Tuy nhiên, đứng trước những cơ hội mới, chúng ta thường, Phương cũng thường hay có rất nhiều nỗi sợ hãi và tiếng nói nhỏ rằng không biết mình có làm được không. Nếu như mà mình chuyển đổi sang cái lĩnh vực này, mình không hề có nhiều kinh nghiệm, mình cũng không biết cách để làm sao vận hành cái công việc kinh doanh hay bán hàng. Lỡ đâu mình không kinh doanh được thì mình không có nguồn tiền, rồi cuộc sống gia đình mình sẽ như thế nào. Tóm lại, mình có quá nhiều nỗi sợ hãi và tiếng nói nhỏ. Và đây là cái cách mà Phương đã áp dụng cho cuộc sống của mình để vượt qua tất cả mọi tiếng nói nhỏ, để tiến tới những mục tiêu ước mơ của mình. Đầu tiên, các anh chị cần phải lấy giấy bút ghi xuống rằng những cái nỗi sợ hãi hay tiếng nói nhỏ của mình, các anh chị hãy ghi xuống trước khi mà mình muốn thay đổi. Ví dụ anh chị đang muốn bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó và các anh chị có quá nhiều tiếng nói nhỏ, việc của các anh chị ghi xuống những cái tiếng nói nhỏ hoặc là những cái điều mà làm cho các anh chị sợ hãi, và anh chị tự đặt câu hỏi với chính mình rằng tại sao mình lại có những nỗi sợ hãi này? Có phải anh chị đang không có sự hiểu biết đúng đắn về nó không? Ví dụ anh chị rất sợ bán hàng và anh chị tự đặt câu hỏi trước đây mình đã từng học một cái chương trình bán hàng cụ thể nào chưa? Nếu mà chưa, những cái gì mà mình chưa có học, chưa có làm bao giờ thì mình sợ là đúng rồi. Đó là bản năng của con người, chúng ta sợ những gì chúng ta không biết. Còn nếu anh chị nào mà hỏi một cái người mà họ kinh doanh thành công á, hỏi họ sợ kinh doanh không? Tất nhiên họ chỉ cười, họ nói kinh doanh khoái lắm, kinh doanh tạo ra dòng tiền dồi dào và kinh doanh là cái thứ tuyệt vời để giúp cho tôi tự do về tài chính. Đó là một người kinh doanh thành công bởi vì họ đã làm kinh doanh và họ biết cách làm kinh doanh. Chính vì vậy họ không thấy đó là nỗi sợ. Nhưng có những người họ chỉ đi làm thuê thôi, chưa bao giờ kinh doanh, hoặc là bước chân vào kinh doanh mà bởi vì mình đã không có sự chuẩn bị từ trước, mình không có học về kinh doanh và bán hàng. Chính vì vậy khi mình bước chân vào kinh doanh với tư duy của một người đi làm thuê và mình đã nhanh chóng tiêu pha hết số vốn mình đổ vào, thậm chí mình còn tồn đọng lại rất là nhiều cái hàng. Và chúng ta có một điểm đen trong tâm trí về bán hàng và kinh doanh. Chính vì vậy nói tới bán hàng thì chúng ta rất sợ. Đó là vì chúng ta chưa có sự hiểu biết đúng đắn. Chính nhờ hiểu rõ hơn cái điều này, chúng ta cần phải ghi lại những cái nỗi sợ hãi của mình và xem thử nếu nỗi sợ hãi này có thể là chữa trị bằng cách chúng ta có sự hiểu biết. Thì việc của chúng ta đó là hãy học và hiểu về những cái điều này, bởi vì những điều này nó quan trọng và làm nó quan trọng trong cuộc đời của mình và giúp cho mình thành công về tài chính hay là mọi mặt trong cuộc sống. Thì chúng ta cần lên cho mình một kế hoạch để chúng ta học và hiểu hơn về nó và chúng ta bắt đầu làm nó. Và công thức này nó rất đơn giản. Phương ví dụ nếu anh chị nào sợ đứng trước đám đông quá, việc của các anh chị đó là chúng ta hãy cho phép mình luyện tập việc nói trước đám đông nhiều hơn và chúng ta sẽ nhanh chóng quen dần. Chúng ta sẽ tìm kiếm một môi trường để chúng ta có khả năng rèn luyện, chỉ cần làm được một lần, hai lần, ba lần thành công và các anh chị sẽ nhanh chóng làm được điều này. Và để chúng ta nuôi dưỡng được con người bên thành công bên trong thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy ngồi ghi lại nhật ký thành công. Đây là bí kíp mà Phương đã ứng dụng trong vòng vài năm qua. Các anh chị hãy nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình và chúng ta sẽ dần dần lấn át đi được những cái tiếng nói nhỏ hay là cái sự sợ hãi. Chỉ cần mỗi tối ngồi ghi nhận lại ngày hôm nay mình đã có tiến bộ gì và thành công gì, và chúng ta ghi chi tiết ra, hãy nuôi dưỡng con người thành công của mình. Cách tốt nhất đó là các anh chị hãy tạo cho mình một môi trường, hãy tham gia vào một môi trường để chúng ta hãy nhìn thấy cái sự thành công mỗi ngày, cũng như là tiếp xúc với những người thành công mỗi ngày, chúng ta nghe những câu chuyện thành công mỗi ngày. Nhờ như thế và những hạt giống thành công bên trong tâm trí của mình luôn được sinh sôi nảy nở, nỗi sợ hãi sẽ tự biến mất theo thời gian.